Ông... Đó bà ngồi bên 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 nó đi. Cho mẹ ngồi đây này. Lấy cho mẹ cái khăn cho con. À, lấy khăn cho cháu. Bà ngồi xuống ghế bà. Không có lại ngã xuống. À bà lại ngồi ghế đó. Bà cứ ngồi đi, các cháu đây nó còn chân cẳng nó còn khỏe. À đi không vững được à? Bà năm nay là bao nhiêu rồi bà nha? Chín tám. Rồi cháu đây thì được bao nhiêu tuổi rồi? 9-10 tuổi con nhỉ. Mẹ ngồi bên cháu đi. Ngồi bên cháu đi. Mười tuổi đó đã. Còn có mấy cháu? Hai. Hai cháu. Một trai một gái à? Hai. Đây là cháu đầu. Cũng hai đứa con trai đó. Đứa con đầu thì bị, đây là bị bại não nhỉ. Ừ. Thế sinh ra là bị à hay sao? Cháu sinh ra là bị rồi. Ừ. Rồi nuôi con vậy có vất vả không? Ừ. Nó có bầu thì mẹ cũng khỏe mạnh nhưng mà đến lúc nuôi cháu ra thì cháu không thấy được. Ừ. 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 Có đi được không chị? Đi được không? Không, không đứng. Không. Cái chân nó cứng lắm, chân tay là bây giờ nó thả lỏng ra thì đấy, nhưng mà lúc mà nó căng lên nó ấy lên thì cứng như cái củi á. Bác sĩ nói thuốc này gì được chứ? Cháu thì trừ nói chung là tập bóp mắm cho cháu, chỉ cần thuốc thì mình hỗ trợ não, thuốc đau đau nhất. Đã bao nhiêu bé? Cái gì? Sao? À ba. Bố cháu. Đây là bố chồng. Nhưng mà bố của cháu đây đâu, chồng con đâu, chồng á. Chồng con đó. Nó ngoài cổng à? Ở ngoài cổng đó, trong ngoài cổng đó. Cha mẹ bình thường là đẻ. Bố mẹ bình thường. Khỏe mạnh bình thường. Con cũng ngày trước nó đi sàng lọc ở Hà Nội thì cũng không có bệnh di chuyển. Cháu thì bị bệnh não. Đây thì đây là cháu bị vậy. Còn ông nội nhà, ông nội của cháu thì là bị mental. Đến ông bị bệnh lâu chưa bà nhỉ? Ông bệnh năm 97 đến giờ đó thầy. Vâng, năm 97 đến giờ. Vâng. Năm 97 là đi viện 2-3 lần, những lần nữa là bị lấy sổ thần kinh từ năm 97 đó. Ừ. Tình trạng mà vậy thì chắc là bệnh từ năm 95. Ừ. Thế ông không có làm được cái gì hết. Vâng. Ừ. Chung con lấy về đây được 10 năm là ông phải bắt đầu bị bệnh. Vâng. 8 năm thôi bác chung này. Từ năm 87 thì đến năm 97 là ông có sổ thần kinh rồi thì. Chứ là mới được 8 năm là ông khỏe. Vâng. Bắt đầu có bệnh từ ngày kia. Cho cái tổ đứng những quà. Sao cho thúc thấy như thế nào? Có dạ. Kinh nghiệm gì không hay là sao? Dạ không. Hồi thì đi. Con cũng nói chung là bây giờ ráng nuôi con với chị ơi, thì bây giờ biết sao giờ cho ông trên người ta đang cho mình như thế nào thì chị ơi thôi. Thì tụi con nói em cũng chút xíu quà đứa chị. Còn cái hoàn cảnh gia đình thì sự có rồi nhiều quá, như mỗi người mỗi cảnh, mỗi cây mỗi hoa. Tội cho bé.
Mà có đau đớn gì, bé có đau đớn gì không chị ha? Đau cũng chả biết, mình nó đâu nói đâu. Nó cũng có la hét gì, nó có la hét. Không, cháu thì không la hét gì đó. Nhà thì mở tivi cháu xem đấy. Ồ, vậy không? Không xem tivi được rồi. Ồ. Nhưng mà cháu biết một tí. Thỉnh thoảng mà nó bị, nó nóng tự nấn hay bị nóng nước giật thôi. Ồ. Mà cái nó đòi ăn uống gì, nó không có cho gì ăn đó hay sao? Cháu thích ngồi cho ăn, ngày mà cứ trong quần cháu ăn hai ba lần. Cháu xem cái đúng giờ ngày ngày cho ăn đến cái ăn không biết đòi, chả biết đòi. Bây giờ con cố ấp lòng nhiều mấy chút là cho dành. Con nhớ bà trước nha. Ừ. Dạ. Dạ. Rồi. Hôm xin cảm ơn là gia đình. Ừ. Xin cảm ơn cả anh em đi làm việc. Vâng. Đây là cha cha đạo bên nhà thờ nhé. Có đến đây thăm cháu nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì cha đưa hai người, hai vị khách đặc biệt của cha. Đây là cháu Thúc và cháu Kim. Đó, hai vợ chồng mới cha mới đón từ phi trường, bay từ trong Nam ra, vừa ở phi trường rồi chạy lên trên đây đi thăm gia đình luôn. Nhất là Thúc với Kim thì rất là thương những em bé giống như cháu nhỏ ở đây. Thế rồi đến thăm thì động viên tinh thần, thì cũng có một chút quà để chia sẻ cho gia đình nhé. Cho bà thì cho ông rồi cho cháu nhé. Vâng. Của công tử. Vâng. Rồi các anh em làm nhà cũng thấy. Vâng. Giúp đỡ các gia đình thì chị cảm ơn anh chị em. Vâng. Gia đình ta được khỏe mạnh. Vâng. Còn hôm nay thì cũng còn có mì gói nhá, mì tôm ba miền, rồi nước mắm ở Ba Làng đấy, nước mắm Ba Làng ngon lắm cho Thúc ạ. Cho Thúc đây, ở đây là gốc gác Ba Làng đây này, ở Nghi Sơn, hồi trước là Tĩnh Gia đó, nhưng mà bây giờ thì cháu đi xa không có ở gần đây, nhưng mà nước mắm đây là nước mắm Ba Làng ngon lắm, nổi tiếng ở cái vùng này, có miến, có bột canh nhá, quà của ca Thác Thanh Hóa nhá. Vâng. 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 Bà có đôi lời. Bà có đôi lời cảm ơn. Thôi thì gia đình nó thật là cũng rất vất vả khó khăn, thì xin cảm ơn cô chú ở xa về có cái lòng thương. Gia đình xin cảm ơn nhá. Hai cô chú này còn trẻ người nhưng mà cái trái tim to lắm. Rất là thương người nhá. Chúc cho cô chú lại nhanh có cháu con. Hai cô chú cũng có hai cháu rồi. Cũng hai đứa con trai. Vâng. Rồi cái gì con cũng chúc gia đình sống nói chung là vượt qua những khó khăn. Đời cũng gì cũng có khó khăn khác, nhưng mà cảm thấy nó khó bao nhiêu thôi, chứ còn thực sự là nó là dễ thì dễ là dễ ngày mai thôi. Mỗi người mỗi hoa, mỗi cây, mỗi cảnh. Mỗi gia đình một hoàn cảnh. Thật là cũng rất phải chấp nhận cuộc đời thôi, chứ không biết làm rằng trời trao cho mình rằng mình phải chịu. Dạ, bên đạo của con. Cố gắng để khắc phục thôi, chứ không biết làm rằng là. Đây, hai cháu đây cũng đi đạo, giống như cũng là con chiên của cha đó. Thì Chúa thương mình thì mình thương những người khác, nhất là những người khốn khổ, những người giống như các cháu ở đây. Đấy.
chú đang là cái tháng giá nào thì rác cả. Ừ. Không cả bà không về nha, giữ gìn sức khỏe nha. Chúc bà sống lâu trăm tuổi cho bà. Năm nay 98 rồi đó. Năm nay 98 rồi đó. Bà nói chuyện mình không có trời luôn. Ừ. Thì đang còn lúc nãy bà bỏ trăm rồi nha. Năm xin trời xin Phật cho cô sống thêm nhiều thùng nói xin được 2 năm nữa. 2 năm nữa tròn trăm nha. Ừ, chắc được nữa đi cầm tôm mà được 200 là được. Vâng. Thôi về chào gia đình nhá. Cảm ơn Thúc, cảm ơn Kim nhá. Ừ. Cảm ơn cha nhá, cảm ơn cả gia đình. Rồi. Đỡ nghèo nhá. Dạ vâng, về chào bà nhá. Ừ, chào con nhá. Ừ. Gấp khúc nhiều quá. Gấp khúc nhiều quá đây nè. Ừ. Hôm trước lên đó, ông đang còn xông xáo này nha. Mà hôm nay thì lên ông thì thấy ông lại ốm. Ông lại bệnh. Rồi. Không ngồi làm chút được. Ừ. Phải là cứ nhưng mà bây giờ bệnh của ông là bệnh gì ông? Này nó chắc. U sơ. U sơ. U sơ à, gan đó. U sơ gan đó. Viêm gan. Viêm gan B. Viêm gan B. Rồi dẫn đến cái u sơ. Tức là ung thư á. Gọi là sơ gan cổ trướng đó, người ta hay gọi sơ gan cổ trướng. À. Chứ bây giờ thì ông bệnh vậy thì làm sao mà chăm sóc con trai được? Vâng. Đó. Vâng. Đó rất là thương Thọ thì bị vậy mà ông thì hôm trước thì ông còn khỏe mạnh, ông còn chăm được chứ bây giờ thì ông lại bệnh tật như vậy thì cũng chả chăm con giống như trước đây được nữa nha. Ừ. Vâng. Sút đấy. Vâng. Ừ. Vậy Thọ hôm nay không mặc áo à, không mặc quần à, không lạnh à? Ừ, thôi cứ như thiên thần vậy cho nó thoáng, đúng không? Không sao cả. Ừ. Rồi. Ở hôm nay á, thì cha thì đến đây nhiều lần rồi. Ông Tân đó, rất là gần gũi với gia đình mình, cũng đến đây nhiều lần rồi. Mà hôm nay thì có, đây này, có hai vị khách đặc biệt đó đó. Ừ. Ra lùi đây thôi nào. Ra đây tự giới thiệu về mình nữa thôi nào. À, đây là Thúc và Kim nha, hai vợ chồng. À, Thúc và Kim cha mới đón ở trong phi trường xong. À, cũng bay từ trong Sài Gòn ra đây để đi thăm em đó. Em mà là sinh trước Thúc nhà. Thúc năm mấy? Thúc 88 mà Thọ là 87, tức là anh Thọ đấy nhá. Thọ là hơn Thúc. Đây thì Thúc với Kim đây là bên Mỹ về, à bên Harrisburg, tiểu bang Pennsylvania, bên Hoa Kỳ về để đi đồng hành cùng với cha đi thăm những trường hợp giống như em Thọ ở đây, anh Thọ nha. Đó thì đây là Tạ Mạnh Thọ. Cha có đi thăm nhiều lần rồi thì hôm nay là Thúc với Kim này về đây, cha dẫn đến đây thăm Thọ nhé. Huy ơi, quà của nó đâu? Đấy, hôm nay là có quà nha, có mì tôm này, có miến, có nước mắm, có bột canh nhá. Đấy. Được rồi, ông Tân để giường, ông Tân để giường, không có ông yêu ông cầm đấy. Dạ. Đấy, quà của ca tát thanh hóa. Để cho anh Thọ nhá, uống nước nhá. Ừ, thôi được rồi, sơ vậy thôi em. À. Ừ. Đấy, mặc áo hồng nó đẹp nhá. Rồi.
Rồi cũng thấy ông bệnh tật thì như vậy thì các chàng chỉ biết là cầu nguyện cho ông được khỏi bệnh nhá. Còn trên nếu các cha thì đi đạo thì tin vào Chúa thì bây giờ chỉ còn các thời Chúa có làm phép lạ thôi chứ còn đúng không? Thì cũng cầu nguyện để trên cho ông được ơn chữa lành nhá. Để ông được khỏi bệnh để mà chăm sóc các con cũng như Thọ nhá. Vâng. Cảm ơn Thúc Kim nhiều nhá. Hôm nay nhá, thầy Quý Xuân giới thiệu này, có biết trà đạo không nhỉ? Trà đạo thì bây giờ trước đây cũng có nhà thờ nhưng mà cũng không theo gì. Không theo nhưng mà cứ lương nhà đường. Thầy đây là trà đạo, nhưng mà không thấy nhà thờ. Đây tên Quý Lộc đó. Thầy Dương Thích nằm ở dưới thành phố. Hôm nay Xuân giới thiệu nhà này thì cũng mới không đi. Cái hạn đúng không? Tức là vẫn là hôm nay bằng cũng phải biết tại sao mà. Nói chung là anh cũng không có để đúng năm nhân đám cưới về bình thường. Vợ chồng vừa ăn cơm xong mới ra đi đồng quê đi dọc sông rồi. Chỉ có thế thôi. Rồi trèo lên ngã cũng không biết. Cũng đơn giản đấy. Ngã từ khi sông xuống. Ngã thì dùng xuống là cho điều kiện 2-3 ngày sau là đi dập não, dập não dập phổi là đi. Chỉ là đúng không có bệnh tật mà cũng không có gọi là ai gì cả. Rất đơn giản. Hỏa đúng hỏa, không thể ai được. Rất là đơn giản. Rất đơn giản. Không biết là bệnh cái gì đâu. Hoặc là chồng con không làm gì không thì cứ đến. Tự nhiên. Vậy là được hơn 50 ngày không? Là. Rất là còn chồng này thì thấy cái gì sao? Nói chung là cô Xuân biết. Thì chạy thận hôm nay là được gần 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 thận thận đấy rồi. Còn chạy vào 2-6. Thế thì đi lọc máu đó. Chúng ta đang lọc lên phẫu thuật. Hôm đi Xuân kia nó chẳng đi thận ra cuối. Đây cuối 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 rồi. Cuối. Vậy hôm nay đúng không? Trước đây không biết à? Thì không biết mà vẫn đi làm bình thường. Mới bị mấy tháng là chẳng mới bị cái lần là vọng thì chết luôn. Mới bị bữa hôm Tết là ra Tết vậy chứ. Gọi là bị chờ thời gian như là bỏ chết. Không được tháng rồi đã. Tức là không có đỡ lại được. Chứ không luôn. Không cưỡng lại được. Thế còn vợ thì còn đỡ cái gì vợ không còn. Nhưng mà chị không lãnh nổi. Mình thằng cô thì thằng quá nhà nợ này. Vợ lần. Cái nhà nợ thằng gì ai không? Chậm phát triển. Hôm bữa trở đi chạy thận mà cũng lấy tiền lấy thạc rồi mà. Con chạy xe cũ chứ. Vâng. Con mới đòi ngủ với chở mấy người đi hội lấy vô đi. Nhưng mà thấy gia đình hoàn cảnh quá. Vâng. Đâm lên tiền. Thì bây giờ thì khá vợ khá chồng thì đi đã được bây giờ thì vợ thì chẳng may phải đi. Đã đi thì bây giờ anh ấy bệnh tật như vậy thì thấy vất vả nha. Yếu chứ. Nói chung là nếu như mà không bệnh tật thế bỏ mắt thì còn mình ấy còn đỡ đi cũng làm được. Nhưng mà lại bị bệnh thì còn quá nhiều. Không làm gì được. Đức liệu có nói đến mà trời nó vẫn không giải được cái chỗ hồn nhào kìa. Mới có giấy rồi. Mới được giấy. Tạm.
khi lo chắc lần, chắc lần mình vui. Dạ, thì giờ tụi con mẹ cũng ở xa rồi. Tập thành thôi, dạ, không nhiều. Còn tập những cái qua hỏi không như vậy, cái vấn đề bị thở thì bị nặng á, không phải là bị đau. Nói chung người ta gần 2-3 mình chơi được. Cúi, ngày này cúi, cúi gì? Nhặng quá, dạ, nhặng. Chắc tay không kịp, nhặng không kịp. Không còn mấy tháng mà phải chơi cúi luôn. Mà không ngờ được nên mình được cúi. Nhanh thật. Đi khám có 2-3 lần. Làm dần cuối. Thì hôm nay đây là có vợ chồng Thúc với Kim nhé. Thúc với Kim đây là cái con trai của cha Thương. Thì xa về nhá. Thì cũng có ý quà cho gia đình. Đến đây thì chắc cũng có một ý quà của các gia nhân của các tác sinh hóa nhá. Thì giúp đỡ cho gia đình của anh trong cái lúc khó khăn này, số tiền của hai vợ chồng cốc cái kim đây để của các dân dân ra nhá. Thì nói chung là em cũng xin được cảm ơn đã gọi là nhiều tình giúp đỡ những lúc khó khăn. Chúng ta sửa mình cũng chẳng biết nói nhiều nữa, nhưng mà thôi anh mời lắm nhiều cái nói cho chúng ta chỉ biết là ví dụ đến thăm hỏi thì là quá quý. Thôi cố gắng nhá. Thì bây giờ thì cảm tưởng như thế nào khi mà mình biết là mình giai đoạn cuối? À thì nói chung là cũng giống như làng xóm thôi, cũng đến động viên thôi, cố gắng lên vì mấy đứa con. À thì cũng biết cố gắng thì chẳng biết cái gì. Dạ. Thôi bây giờ thì mỗi người là có một cái bệnh, có người ung thư. Nó kia có người thì thất, người thì mau từ hướng, người thì đấy, chứ cả ai mà không có bệnh cả thì thôi mình cố gắng nhá. Cứ sống lạc quan, tinh thần vui vẻ lạc quan đó, thì nó sẽ giúp cho mình có sức động lực để mà vượt qua được bệnh tật nhá. Rồi cũng chia buồn với anh nhá, chia buồn với gia đình, gia đình của chị ấy. Chúng tôi bên đạo Công giáo chúng tôi cầu nguyện cho anh được khỏe lành, được con chữa lành, cho chị được linh hồn chị được bình an ở cái cõi cõi trên, rồi cho cháu nó được nhanh nhẹn hơn nhé. Mong cháu nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh, được khỏe mạnh nhanh nhẹn nhé. Đỡ khổ đi. Vâng. Rất là cảm ơn cho Thúc Kim nhé. Cảm ơn các anh em của ca tác sinh hóa đã giúp đỡ để tôi có điều kiện để đến thăm những người hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc chúc lành và công đức ủng cho tất cả quý vị. Chứ nhà nó ở đâu? Trên kia đó. Trên xóm ở đây là nhà ông ấy, nhà như nó sập rồi, gần nhà bê lên này này, sập rồi. Thầy bảo là mới thấy hồng nó không có người ta. Nó sập mà đang nói đây bao chồng thì trên hai đứa con khổ. Hai đứa con đâu? Đây là thằng lớn này, ở đây là thằng bé này, không đây thằng cháu của tôi, còn thằng con bé ở đây nó lớn nhưng mà nó lớn hơn 7 tí thôi. Cháu trong nhà. Con lớn còn đứa nữa đâu? Cháu đứa ở nhà. Cháu là đang nhà thì đang đưa ông ngoại á. Con tên là gì? Con tên gì nói cho nghe coi. Con chào cha. Con chào cha. Con chào cha. Con chào cha. Chào các con nhé. Con chào các cô, các chú. À không, có chú. Có chú đây. Chú à, chào chú, con chào chú. Con tên gì? Sơ sơ. Sơ sơ. Con tên gì? Bùi Minh Đức. Con tên Bùi Minh Đức. Minh Đức, con em con tên gì? Anh ạ. Anh con tên gì? Kỳ nó. Bùi Đức Sang, anh con đâu? Bùi Đức Giang. Anh tao là người. Anh con thảo với nhà ông. Ông phải gửi đi nhà ông ngoại đây. Bố con đâu? Sao bố mất rồi. Hôm qua con bé nó gọi bố con đi à? Bố đi về. Nó cái thằng hôm qua nó gọi là bố về à? Nó bố đi chầu chúa. Bố đi chầu chúa. Bố đi chầu chúa. Mất rồi. Đi chầu chầu chúa ở trên thạch thành. Nhưng mà đi Công giáo nên là bảo bố đi chầu chúa rồi. Nó chín bàn thờ đó. Ông đỡ bảo gì? Con đi học. Ông có trang bày có trong cái gì đâu? Đỡ bảo bố chầu chúa.
đây này, đây là ông nội này. Ồ, ông nội mới mất được trăm ngày à? Vâng. Ồ, con kia là nhà anh chị nhà nó, đây là nhà ông này. Rồi chồng con bị sao? Chồng bị bệnh ung thư gan, ung thư gan. Ung thư gan. Anh mất, anh đâu có vài tháng anh mất. Ý là phát hiện ra bị mất. Phát hiện trễ quá. Vâng, phát hiện trễ lắm. Anh mất từ ngày cháu 3 tuổi ạ. Từ ngày thằng lớn mới có 3 tuổi ấy. Có, dần hết buồn. Nuôi dần sớm. Nuôi dần. Chị em mà cố gắng lên nhưng mà nuôi hai đứa con đấy chứ. Đúng rồi, mình phải... Mày mình ông bà ngoại nữa khỏe đi, còn ông bà nội mất hết đi gần đâu. Mình phải gắng gượng lên để nuôi con. Bác trai của nhà anh chồng như nó đi chứ. Này cái nhà xong nó phải nó cái chút đi nó kiểu sập đây, sập không biết thay lên nó dùng mà vẫn hồng nó mới bảo pha cho em. Chứ nhà con ở trên kia là bị sập rồi à? Vâng, cái nhà thế ở nhà này này ông bà nội lên mua lên đây. Nhà ông bà mua cho con xong là cứ ở lâu năm họ ở lúc nào nhưng giờ lên họ sắp hết nó không sửa nó lại về nó sập. Không vẫn tiền sửa chồng bị ung thư. Vâng. Sơn nói đùa thôi. Vâng, Sơn kinh hãnh. Ở nhà có chiếu ngủ đây là con rồi. Nhà chiếu là chiếu ông mọc gì. Chiếu của con này chiếu của ông nó ô thì lên chiếu thì sát thương quá được không? Tôi có ngủ giường không ngủ chiếu? Ồ, cái nhà cũ đây. Chiếu đây hả? Con nằm đây ngủ đó hả? Thường, tôi nằm ngủ chiếu này này. Ừ, tôi nằm đây này. Nhà mát nha. Nhà Sơn không có chiếu đâu con ạ. Nhà Sơn nằm nệm thôi. Không có nằm nệm nhà Sơn. Không phát hiện ra. Không, cũng phát hiện ra, cũng đi uống thuốc lâu nhưng mà mình cũng không có tiền để hoa trị như thế hiện tại giờ. Thôi giờ như vậy đây này, tôi biết để làm gì ạ? Cha phải mua ba miền đấy nhá. Đừng có khinh ba miền nhé. Ba miền ngon nhất chứ con à. Trung Nam Bắc từ Mỹ gửi về đấy nhé con nhé. Đây là cái này. Đây có cái này đấy này. Có biết cái này không? Cái này dễ ăn lắm nhỉ? Cái này dễ ăn nhất đây này. Nhưng phải có cái gì để kèm với nó, cho ăn mình không được nhé. Gà có gà không? Đây nước mắm này ăn không có này. Được, mình chấm với mắm ba miền gì nhỉ? đây là 1 triệu của các ân nhân của Ca Tát Sinh Hóa gửi giúp cho gia đình con nhé. Thì cố gắng thì mình gắng gượng lên nhá. Bây giờ chồng mất rồi thì bây giờ còn có mình con vừa là bố vừa là mẹ để chăm sóc cho các cháu nhá. Vâng. Thằng con là ngon cơm rồi, đẹp da mình giống bố này nhỉ. Cứ nhìn thấy con là nhớ bố không vậy? Nhớ không? Thằng lớn nhớ nhiều. Nhiều. Thằng lớn nhà con nó giống bố nó thằng bé này. Bây giờ chơi mà có ai chết chẳng ai để con còn có người để con nhớ, cho chẳng biết nhớ ai bây giờ. Đấy khổ vậy đấy. Nhanh. Các cô mà đang tăng mà lên nhìn nó như thương. Nó khổ, nó chập, nó rộ, nó cứ bẩn. Chồng ai thương lắm, chồng mới về nó mới ăn chị chồng đẹp dài. Chồng nó cũng bé yêu cũng mở thôi không sao các con ạ, cố gắng thời gian nó giúp cho con quên nhé. Con đảm bên còn hai đứa con này nhé, ngoan đi chưa? Nhưng học có giỏi không đấy? Phải cho thưa cha nói cho nghe, cầu nguyện cho con học trình xuất khỏe, con hứa mà, con hứa với cha mà. Ngoài quá nha. Học đi học thôi, cha chúc cho mẹ con luôn được khỏe mạnh nhá. Rồi. Cảm ơn các nhân của Ca Tát Sinh Hóa giúp đỡ cho gia đình này. Có mì tôm của Hồng Kông nước mắm ở Tuấn Hòa Ba Làng đấy nhá, nước mắm ngon lắm, rồi không biến, rồi có tiền của can nhân nhé. Không có
Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.